Hoàng xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 7 tây tháng 4, thưa quý vị và liên quan đến kế hoạch nâng cấp hạ tầng cơ sở của Mỹ trị giá hơn 2.000 tỷ mà tổng thống Joe Biden đã đề nghị vào tuần vừa rồi và ông muốn là sẽ tăng thuế lên trên các đại công ty trên các tập đoàn từ 21% lên đến 28% để mà lấy ngân sách để mà chi cho cái kế hoạch 2.000 tỷ này thì đồng thời tổng thống Joe Biden đã cử các cái bộ trưởng năm bộ trưởng quan trọng và để cung cấp thêm thông tin và thuyết phục người dân hãy tin vào cái kế hoạch này thì ông cũng gửi bà Janet Yellen và như chúng tôi cũng nói cách đây hai hôm bà đi các diễn đàn ở quốc tế và yêu cầu là cái mức độ cái việc mà tăng thuế lên các tập đoàn phải được áp dụng ở quy mô toàn cầu thì ngày hôm nay thưa quý vị ngày thứ tư thì bộ trưởng tài chính của nước ý cũng là đại diện cho cái nhóm G20 gồm 19 nước ví dụ như là Australia, Brazil, Nhật Bản, Germany, um... Ý, Indonesia, Mexico thì ông Bộ trưởng Tài chánh Ý có nói với giới truyền thông là ông nghĩ rằng cái thỏa thuận mà sẽ tăng thuế lên trên các đại công ty cũng như là các tập đoàn lên 28% có lẽ là cũng sẽ đạt được cái sự đồng thuận rất là sớm và ông cũng đưa ra cái timeline là vào khoảng tháng 7 này. Thực ra thì cái việc trao đổi giữa các nước Ờ, trong cái khối G20 hay là G7 về cái việc mà tăng thuế lên trên các tập đoàn ở quy mô toàn cầu thưa quý vị không phải là cái vấn đề mới mà thực sự là đã được trao đổi trong những năm gần đây nhưng mà cho đến cái thời điểm này khi mà nước Mỹ cụ thể là chính quyền của tổng thống Joe Biden muốn đẩy mạnh cái việc là nâng cấp hạ tầng cơ sở và đưa ra cái vấn đề mà làm sao đó phải đánh thuế lên trên các đại công ty và các tập đoàn thì cái câu chuyện này mới trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết thì ngày hôm nay đại diện của nhóm G20 họ nói rằng họ cũng hy vọng là cái việc này sẽ được bắt đầu được triển khai vào hồi tháng 7 năm nay và thưa quý vị ngày hôm nay trong một cái cuộc họp báo thì tổng thống Joe Biden cũng có nói một phát biểu để bảo vệ cái quan điểm của ông là phải tăng thuế lên trên các đại công ty và các tập đoàn lên 28% và ông có chỉ trích chính quyền của cựu tổng thống Trump đã giảm thuế cho các tập đoàn thì như quý vị cũng biết là trước khi ông Trump chấp chính thì các đại công ty các tập đoàn phải trả thuế là 35% nhưng mà ông Trump đã giảm còn 21% thì hôm nay tổng thống joe biden có chỉ trích và nói là cái việc mà giảm thuế như thế này không thực sự là không giúp đỡ cho cái nền kinh tế mỹ cũng như là phần lớn người dân mỹ và ông nói là tôi không có muốn trừng phạt tôi không có muốn kỷ luật bất kỳ một ai hết nhưng mà nói thật tôi quá sức là mệt mỏi với cái việc là những người dân mà đi làm bình thường với những cái thu nhập bình thường thì phải đóng thuế quá cao và cái điều đó là cái điều không hợp lý. Có lẽ là bởi vì tôi xuất thân là tầng lớp middle class, cái tầng lớp lao động trung lưu cho nên là ông không có đồng ý với cái việc là những cái người dân lao động bình thường của Mỹ thì phải đóng thuế quá cao, trong khi đó cái tầng lớp giàu sụ thì lại đóng thuế quá ít. Và ngày hôm nay ông phát biểu khá là mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Và được biết cái thông tin ngày hôm nay cũng có một số những cái người đại diện của những cái nhóm business group, những cái nhóm tập đoàn, những cái cơ sở thương mại họ nói là có thể là cái việc tăng thuế lên trên các đại công ty hay tập đoàn cũng có thể là sẽ được thương lượng được thỏa thuận như lời tổng thống Joe Biden nói là ông chào đón ông hoan nghênh tất cả những cái ý kiến đóng góp để thương lượng làm sao đó để đi đến cái sự thống nhất nhưng mà chắc chắn là phải đi vào hành động chứ không phải là để nó trôi lơ lửng ở không trung thì ngày hôm nay các cái nhóm business người ta nói là người ta hy vọng là cái con số nó sẽ dừng lại ở cái việc thương lượng giữa hai bên là 25% chứ không phải là 28% như tổng thống Joe Biden nói và ngày hôm nay thưa quý vị thì cô phát ngôn viên tòa bạch ốc của Jen Psaki, trong một cái buổi họp báo thường ngày với giới truyền thông thì cô Trang Khi có nói đó cái gói cái kế hoạch ở nâng cấp hạ tầng cơ sở thật ra là một cái cái kế hoạch rất là cần thiết và là cái để cung cấp 19 triệu việc làm cho người dân Mỹ cho nên cô gọi cái đó là một cái gói kế hoạch không chỉ nâng cấp hạ tầng cơ sở mà là tạo lên việc làm đem trở lại việc làm cho người dân Mỹ và cô nói đó cái xương sống của cái kế hoạch này chính là cái giới nhân công cái giới lao động người Mỹ có thu nhập tốt để làm sao đó để họ đem lại cái đời sống kinh tế tốt cho người dân và cô nói đó là cái phần trọng tâm cái phần xương sống của cái kế hoạch này và cũng đồng thời trong cái buổi họp báo ngày hôm nay thưa quý vị thì cô Jen Saki có nói có nói một điều là um, cô gợi ý về cái câu chuyện về uh, sở hữu súng đạn sở hữu súng đạn mà trong suốt 2 3 tuần gần đây là cái câu chuyện và siết lại cái việc sở hữu súng đang được uh, đem lại đe, dư luận đang rất là quan tâm thì cô nói đó là Tổng thống Joe Biden dự định là vào ngày mai, ngày thứ năm sẽ công bố một số cái biện pháp để giải quyết nạn bạo lực súng đạn nhưng mà cô không nói rõ những cái biện pháp đó là gì nhưng mà politico là cái trang là một cái công ty truyền thông là cái nơi đầu tiên có đưa tin là loạt xác lệnh mới mà tổng thống joe biden ngày mai có thể sẽ công bố là tập trung siết chặt quy định về một cái loại súng mà họ gọi là loại súng ma Ghost Gun, tức là súng mà được mua bán mà không qua kiểm tra lý lịch người mua, không có số series hoặc là thiếu một cái bộ phận nào đó. Thì uh, chúng ta cũng biết là trong suốt những tuần vừa rồi, Tổng thống Joe Biden đang phải chịu những cái áp lực rất là lớn về việc là ông phải làm gì đó để ra tay ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn sau hàng loạt những cái vụ thảm sát xả súng trong cái tháng vừa rồi. Trong đó có hai cái vụ mà nổi bật nhất là một vụ ở Colorado và một vụ ở Georgia và tổng thống Joe Biden cũng từng hứa là ông đang có ý định nếu như mà quốc hội không thông qua hai cái dự luật mà bên hạ viện đã thông qua rồi về sở hữu súng đó, ví dụ như là kéo dài cái thời gian để check background của người mua hay là kiểm tra lý lịch của người mua rất là rõ ràng, như vậy để 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 siết lại cái việc sở hữu nhưng mà nếu quốc hội không thông qua điều này thì ông sẽ đơn phương đưa ra cái sắc lệnh hành pháp. Nhưng mà trong suốt cái một tuần đến hai tuần vừa rồi có lẽ là nhiều người, đặc biệt là những cái nhóm ủng hộ cái việc sở hữu siết lại cái sở hữu súng sẽ khá là thất vọng khi Tổng thống Joe Biden có nói là ông lại đặt trọng tâm hàng đầu trong cái lịch trình của mình là cái gói nâng cấp hạ tầng cơ sở và cái chuyện mà sở hữu súng hay siết lại cái việc này ông sẽ đặt hàng thứ nhì. Nhưng mà chúng ta không biết là ngày mai ông sẽ tuyên bố điều gì nhưng mà đó có lẽ là một cái quyết định đúng để mà ngăn chặn những cái vụ xả súng đem lại rất là nhiều những cái kết thương tâm cho cái người dân mỹ hiện nay và thưa quý vị chuyển sang một cái phần tin khác liên quan tới cựu tổng thống trump hay nói chính xác hơn là những cái nhóm cố vấn cấp cao của ông trong đó cái nhân vật Stephen Miller là một cố vấn lâu năm của ông Trump đặc biệt là chuyên trách về những cái vấn đề di trú và cái nhân vật này phải nói rất là nổi tiếng với những cái chính sách di dân rất là cứng rắn thì ông này ngày hôm nay ngày thứ tư vừa mới ra mắt một cái nhóm pháp lý có tên là America First Legal Foundation và với mục tiêu là chống lại hay nói một cách dân giả dạ đó là chiến lại các chính sách của tổng thống biden cũng như là của đảng dân chủ tại các tòa án thì cái group này được sự ủng hộ của cựu tổng thống trump và một số những cái giám đốc và đã từng làm việc cho ông trump cũng như là uh, có ông cố vấn cấp cao của tòa bạch ốc là ông mark meadows nữa thưa quý vị và cái ông miller này dự định là tổ chức của ông sẽ sử dụng những cái luật sư đã từng làm việc với ông trump cũng như là ở các cái uh, cựu luật sư ở những cái tòa án khác và họ họ muốn là sử dụng cái hệ thống tư pháp để thách thức để các chính sách của tổng thống Biden đặc biệt là những nỗ lực nào mà chính quyền Biden muốn đảo ngược lại hay muốn xóa bỏ những cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã ban bố trước đây và thưa quý vị thì quý vị cũng nhớ là ông Trump đã từng chỉ định 230 Um, tránh án tại các tòa án liên bang cũng như là ở tối cao pháp viện thì có ba thẩm phán thì uh, đó cũng sẽ là một cái uh, điểm mà ông Mueller, Stephen Mueller tự tin nghĩ rằng cái nhóm pháp lý của ông sẽ làm được một cái điều gì đó để thách thức lại những cái nỗ lực của chính quyền Biden và thưa quý vị Tổng thống Joe Biden đã chấp chính chưa được 100 ngày nữa nhưng mà ngay lập tức những cái luật sư ở phía Đảng Cộng hòa đã không phí một thời gian nào khi mà ngay hạt tức họ cũng phao một số cái hồ sơ để mà kiện tổng thống Joe Biden ví dụ như những cái quyết định là cái gói trợ giúp kinh tế trợ giúp Covid-19 vừa rồi, họ cũng phao cái đơn kiện một số tiểu bang hay là về vấn đề di dân cho nên là với cái việc mà ra mắt cái tổ chức ngày hôm nay thì chắc chắn là ông mueller ông đang hy vọng là ông sẽ tìm được nhiều đồng minh và đặc biệt là thách thức tất cả những cái quyết định hành pháp nào của tổng thống joe biden và thưa quý vị cũng liên quan tới những đồng minh của cựu tổng thống trump thì ngày hôm nay có một câu chuyện liên quan đến con trai của ông giuliani là một nhân vật phải nói là khá là tai tiếng nhưng mà ông Andrew Giuliani thưa quý vị là con trai của ông Giuliani vốn là cựu luật sư của ông Trump thì uh, ngày hôm nay thưa quý vị ông Andrew này ông tuyên bố với một cái tờ báo cánh hữu là Washington Examiner ông nói là ông đang có ý định muốn ra để ứng cử để tranh cử cho vị trí thống đốc và xoáng ngôi của ông thống đốc của New York là ông Andrew Cuomo uh, hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều cái thử thách, đặc biệt là đang có bị uh, điều tra về cái scandal về tình ái cái vụ mà quấy rối tình dục những cái nhân viên đang làm việc cùng với mình. thì ông Andrew Giuliani ông nói một cái câu xanh rờn với tờ Washington Examiner thưa quý vị là Ngoại trừ ông Trump mà thôi Duy nhất chỉ ngoại trừ ông Trump ra Bất cứ một ai mà là đối thủ của ông Thì ông cũng có thể đánh bại hết Từ Andrew Cuomo Hiện nay là đương kim thống đốc của New York Hay là bà um, Hay là bà bộ trưởng uh, Hay là bà uh, Letitia James Hay là bất kỳ một ai khác Thì đều không phải là đối thủ của tôi Chỉ trừ ông Donald Trump mà thôi Và tôi tự tin là tôi sẽ có thể chiến thắng trong bất kỳ một cuộc đua nào hết tôi là một ứng cử viên đúng đắn và xuất hiện đúng thời điểm để có thể đem lại sự thay đổi cho new york và tôi có bất cứ tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện điều này đó là lời tuyên bố của con trai của ông giuliani là andrew giuliani và ông cũng nói ông Andrew Giuliani cũng nói là ông tự hào là ông có được cái sự hậu thuẫn của ông Trump và đã có cái cuộc trao đổi qua lại với ông Trump về việc ông sẽ ra ứng cử về cái chức thống đốc của New York. Tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem bởi vì cho đến giờ phút này thì ông Trump cũng chưa có officially chưa có chính thức công khai những cái danh sách ứng cử viên nào mà ông ừ, cụ thể là ông có cái sự ủng hộ. Đó là câu chuyện của ông con. Còn ông cha thì sao thưa quý vị là ông Rudy Giuliani thì quý vị cũng nhớ là ông Giuliani đang đối diện với cái vụ kiện khá là đau đầu mà lên đến 1.3 tỷ Mỹ Kim đến từ công ty đồ mi nhìn. công ty này kiện ông Giuliani là suốt ngày cứ phát tán những cái thuyết âm mưu, những cái những cái tin đồn vô căn cứ đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là thiệt hại đến cái tài chính của công ty và vì vậy mà họ đã phao cái đơn kiện vào ngày 25 tháng 1 vừa rồi để kiện ông Rudy Giuliani thì ngày hôm nay ngày thứ tư đó thưa quý vị trong một cái hành động mới nhất đến từ phía ông Rudy Giuliani ông này nói là ông đưa ra một cái statement một cái letter và ông nói là ông mong muốn là sẽ bãi bỏ tòa án sẽ bãi bỏ cái đơn kiện này bởi vì ông nói đó trong cái đơn kiện của công ty Đồ Mi Nhìn họ không chỉ ra cụ thể là họ đã bị thiệt hại như thế nào. Cho nên là cái 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 đơn kiện của họ là nó không có xác đáng. Và vậy thì về phía công ty Đồ Mi Nhìn họ phản bác lại. Họ nói đó là ông luật sư Rudy Giuliani suốt ngày cứ nói là sẽ cung cấp những cái bằng chứng để cho thấy rõ là Đồ Mi Nhìn có can thiệp và có giúp làm cho cái cuộc bầu cử 2020 gian lận nhưng mà cho đến ngày hôm nay theo lời Dominion nhìn nói là ông ấy vẫn hoàn toàn không có đưa ra một cái bằng chứng xác thực nào và những cái thuyết âm mưu của ông ấy vẫn chỉ là cái lời nói su mà thôi cho nên Dominion nhìn quyết định tiếp tục kiện Giuliani cũng như là bà Sidney Powell ra tòa án và thưa quý vị cũng trong ngày hôm nay thì có thêm 10 dân biểu um, ở Hạ Viện là những người đã từng bị kẹt tại tòa nhà quốc hội khi mà đám đông bạo loạn tràn vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1 vừa rồi. Thì ngày hôm nay thêm 10 vị họ đã điền tên của họ vào cái vụ kiện kiện cựu tổng thống Trump cũng như là ông luật sư Rudy Giuliani đã có cái hành động là xách động để đám đông tràn vào tòa nhà quốc hội và đẩy cái tính mạng của những cái vị dân biểu này. Theo như lời họ nói là vào cái ý thế là ngàn cân treo sợi tóc và rất là nguy hiểm. Thì cái đơn kiện trước đây vốn do vị dân biểu là Bernie Thompson cũng như là tổ chức NAACP là một cái tổ chức chuyên đấu tranh cho quyền lợi của người da màu. Nộp tại tòa lần đầu vào tháng 2 vừa qua, nhưng mà ngày hôm nay khi mà có 10 vị dân biểu bổ sung tên của mình vào đơn kiện đó, thì có ông Nadler, người là chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện của Hoa Kỳ. Ông này nói là những kẻ có trách nhiệm về việc đưa tôi và các đồng nghiệp của tôi vào tình trạng nguy hiểm thì phải chịu trách nhiệm về hành vi tội phạm của họ. Cuộc bạo động không phải là một sự tình cờ bộc phát mà là kết quả trực tiếp của một âm mưu gây loạn với sự xúi dục, theo như ông Naller nói là với sự xúi dục của cựu Tổng thống Trump, ông Giuliani, nhóm Proud Boys và oath keepers. Thưa quý vị và ngày hôm nay cũng có một cái thông tin nữa là cái um, nếu những ai ủng hộ cựu tổng thống Trump đã từng bỏ tiền ra để đóng góp cho những cái quỹ vận động tranh cử của ông cũng như là mua những cái lá cờ, những cái nón MAGA thì ngày hôm nay đó thưa quý vị, ngày thứ tư thì ông phía bên ông Trump vừa mới công bố là họ mở lại cái shop để bán lại những cái mặt hàng này ở trên shop và trước đây đó ngay sau cái thời điểm mà cái cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội Um, xảy ra cái sự kiện ngày 6 tháng 1 thì cái công ty shop, uh, Shopify mà chuyên để tổ chức những cái um, cái cửa hàng bán những cái mặt hàng này ở online đó thì họ đã phải tạm thời ngưng đóng cửa nhưng mà ngày hôm nay phía ông Trump tuyên bố là những Tất cả những ai mà ủng hộ ông thì có thể tìm thấy, có thể tiếp tục mua những cái nón Make America Great Again hay là những cái lá cờ uh, tiếp tục ủng hộ cho ông Trump trở lại Và có một cái thông tin nữa đó thưa quý vị là cái quỹ mà cái tổ chức về chính trị Save America của ông Trump á, đã gây quỹ được 85 triệu và đó là một cái con số rất là khổng lồ và họ đang có trong tay một cái lượng cash dồi dào và giới phân tích chính trị họ nhận định rằng chắc chắn là ông Trump có một cái tiềm lực kinh tế để mà có thể sử dụng cho cái cuộc chạy đua giữa kỳ sắp tới vào năm 2022. Nhưng mà có lẽ là những cái thông tin đó cũng không quan trọng bằng cái thông tin quý vị có biết không ngày hôm nay các giới truyền thông người ta bắt đầu chú ý đến cái trang web homepage của ủy ban của đảng cộng hòa. vào ngày hôm nay họ có một cái message họ gửi đến cho những cái cử tri cộng hòa của mình là nếu như mà quý vị mà quyết định là đóng góp tiền cho đảng cộng hòa hoặc là ủng hộ cho cựu tổng thống trump thì quý vị không nên uncheck cái box này cái box màu vàng này là để cho là tiếp tục là sẽ uh, đóng góp tiền ví dụ như là không phải đóng góp một lần mà có thể là trở lại lần hai lần ba và đảng cộng hòa người ta đưa ra cái thông điệp là nếu như mà quý vị mà không có chọn vào cái mục này đó thì có nghĩa là quý vị không có ủng hộ ông Trump và quý vị là những người khiếm khuyết và còn ngược lại nếu quý vị chọn cái mục này cái box này để tiếp tục ủng hộ định kỳ, có thể là hàng tháng, có thể là hàng quý thì quý vị sẽ giúp đỡ cho cựu tổng thống Trump có thể trở lại chính trường và tranh cử vào năm 2024. Và cái thông điệp này ngày hôm nay phải nói là làm cho giới truyền thông của Mỹ rất là chú ý vì cái thông điệp mà họ đã gửi đến cho các cử tri. Và một cái tin tức cuối cùng Thưa quý vị là quý vị cũng biết là cái tài khoản Twitter của ông Trump Đã bị khóa vĩnh viễn bởi Twitter Thì khi mà Twitter đóng vĩnh viễn cái tài khoản của cựu Tổng thống Trump Thì lúc đó có 90 triệu người theo dõi Và cái lý do Twitter đưa ra là tài khoản của ông Trump Đã có những cái thông điệp mà họ cho là có phần gây sách động Dẫn đến cái cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 Nhưng mà ngày hôm nay đó thưa quý vị Thì qua cái cuộc trao đổi giữa cái um, cơ quan lưu trữ quốc gia họ cho biết là họ đang thương thảo, họ đang làm việc với Twitter để làm sao đó để khôi phục lại, không phải là khôi phục lại tài khoản của ông Trump mà khôi phục lại những cái dòng tweet, những cái post của ông Trump để làm sao đó họ có thể công bố cái những cái thông điệp này và cho toàn bộ người dân nếu mà ai muốn xem được biết thì uh, twitter trả lời là bởi vì họ đã đóng tài khoản vĩnh viễn rồi cho nên họ không thể mở lại nhưng mà sẽ có một cái cách nào đó theo luật để họ cung cấp những cái thông tin những cái dòng tweet của ông trump cho ủy ban lưu trữ quốc gia để họ làm theo cái tiến trình rất là bình thường là ví dụ như là những cái tài khoản của các cựu tổng thống thì vẫn được ủy ban cơ quan lưu trữ quốc gia họ ghi nhận lại, họ lưu lại và sau đó họ cả công khai cho người dân, họ là public nếu mà ai muốn xem những cái thông tin này thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến ông Trump và cái thông tin cuối cùng cũng liên quan đến những đồng minh của ông Trump là ông cựu phó tổng thống Mike Pence thưa quý vị thì sau một thời gian im hơi lặng tiếng và thậm chí là những cái buổi meeting của ủy ban đảng cộng hòa thì ông Pence cũng không xuất hiện và không có những cái bài phát biểu nào bởi vì theo những cái bản thảo sát thăm dò thì ông cũng không có được sự ủng hộ lớn của các cử tri đảng cộng hòa trong cái thời gian vừa rồi nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị thì thông tin mới nhất là ông Mike Pence vừa ký được cái hợp đồng sẽ xuất bản hai cuốn sách mà trị giá lên đến 3 triệu cho đến 4 triệu cho cái hợp đồng này và một trong hai cuốn sách đó sẽ được xuất bản vào năm 2023 nói về cái hồi ký của ông cũng như là ông sẽ công bố những cái hoạt động của mình trong cái thời gian làm phó tổng thống vừa rồi. Nhưng mà đồng thời đó thưa quý vị, 7 bảy nhân vật mà làm trong cái ngành xuất bản sách, họ có nói là Um, việc mai pen ký cái hợp đồng này thì bởi vì họ vẫn còn tin vào cái tiếng nói trung thực của ông my pence họ vẫn còn đang cân nhắc về điều đó nhưng mà họ cũng tiết lộ một cái thông tin mà khá là đáng chú ý là họ nói là những người đồng minh của cụ tổng thống trump có rất là nhiều người ngỏ ý là muốn viết sách về cái thời gian vừa rồi và họ họ cam kết là họ sẽ viết sự thật nhưng mà các nhà xuất bản sách thì họ đang le, lo ngại e ngại về cái tính minh bạch về cái tính xác thực từ những cái người này và họ công bố một cái điều là những cái người đồng minh của ông trump thì rất là khó hoặc nói cách khác là vấp phải những cái rào cản khá là lớn trong việc là viết sách hay là công bố những cái sự thật về cái chính quyền vừa rồi và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại